Lạy sư Thanh Tâm, con xin kính lãnh lễ sư Nguyên Thông, con xin kính chào thầy Kinh. Dạ, Nguyên Như xin kính chào toàn thể đạo tràng. Bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên xin kính mời chư vị cùng với con lắng lòng thanh tịnh để thỉnh pháp sư ạ. Mô ta sa pha ga wa tu a ra ha tu sam ma sam vu tha sa nak mô ta sa pha ga wa tu a ra ha tu sam ma sam vu tha sa nak mô ta sa pha ga wa tu Arahato Samma Sambuddhassa. Brahmacya loka thipati sahampati katanchali an thiwaran ayajatha. Santi tha san tâm para chak kha cha ti ka de se tu tham mang anu kam bi mang ba chang san tham ma phê rin quy nhã văn cha ca văn sùa tân cha bần thân a phi thầm mà chấm măng a cô ta danh tu cha tu san cha đăng đăng ba bố tha này dê Parisa ya manche Ewang saham bati brahma Phagavantang ayachatha Tuân hi phà huê na tăng bút thô Ka ruon nye na thi wa sa ya Tan ha wu ta ya ba de na Mi ga da yang ta to ga to Ban cha wang ya da yo nay ye A mang ba ye si tham ma to Ta to pa phu ti sam bu tho Anu na tham ma de sa năng Ma kha wa sa ni de se si Sat ta năng an tha sin tha căng Te na sa tu a yo phan te De se tu tham ma de sa năng Sambhajitha parisaya Anu kam bam bi ka ta we Nắc mô Bút Thà Giá, Nắc mô Thầm Mà Giá, Nắc mô Săn Khà Giá. Và con xin thay mặt đạo tràng kính thỉnh Thầy Kinh Milanda có thể đăng đàn để cho chúng con bài học của ngày hôm nay. Và Nguyên Như con xin dâng mic lại cho Thầy ạ. Alo, 1, 2, 3, alo. Alo. Dạ, nghe ha. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Thầm Mà Giá, Nam Mô Sàng Giá. Dạ, kính lễ Chư Tôn Đức Tăng. Dạ, thân chào tất cả quý vị. Dạ, hôm nay chúng ta tiếp tục học phần sách Pháp. Dạ, tuần rồi chúng ta học xong sách Tứ Đại, tức là 4 sách Bách Lý Ngũ Gió. Đã hoàn thành ha. Hôm nay chúng ta đi tiếp theo phần Sắc Y Đại Sinh. Dạ, kính thưa quý vị. Về phần sắc pháp này, nó coi vậy nhưng cũng rất là quan trọng trong vấn đề tu tập. Bởi
vì khi chúng ta đi vào pháp hành tinh niệm xứ, nhất là về niệm thân, thì cái phần xét pháp nó giúp chúng ta thấy được vấn đề một cách rất là thiết thực, rất là lợi ích trong vấn đề tu về thiền quán, nhất là niệm thân. Cái nguyên việc để trước khi vào buổi học, chúng ta cùng nhau đánh lễ tam bảo tam tắc. Arahang samma sambuddho Bhagava Buddhaṃ Bhagavantaṃ Abhivadayami Svakkhato Bhagavata Dhammo Dhammaṃ Namassāmi Supatipanno Bhagavato Savakasangho Sanghaṃ Namassāmi Samma Sambuddhamattulaṃ Sassadhaṃ Bhagavatamaṃ Thì chúng ta cũng như thường lệ ha, đọc Pali xong rồi chúng ta mới đi vào bài học. Thì hôm nay nhờ cô thư ký Boss Pali là chia làm hai phần đi cho nó gọn, cho nó nhẹ, mỗi người lên đọc một phần cho tranh thủ thời gian. Để đọc một người nguyên phần luôn thì nó dài quá. Rồi xin mời quý vị quan hỷ mình cùng nhau mình quan hỷ tranh thủ lên đọc cho nó nhanh, cho nó tốt đẹp. Nam mô Bụt Đại, Nam mô Đàm Ma, Nam mô Sằng Đại. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý tăng ni và kính chào thầy kinh và kính chào đạo tràng. Dạ, con xin đọc. Rupa Sagaha Vipago phân tích sắc pháp. Rupa Samuddesa liệt kê các sắc. Đoạn 1. Chattari Mahabhutani Chattan Nhan Chất Mahabhutanang Upadaya Rupanti Tuy Hằng Phê Tăng Rupang Ekadasa Vitena Sanghahang Chắc. Xin nói Gat Chati. Sắc có hai phần là bốn đại chính yếu và những chuyển hóa của sắc. Sắc y đại sanh, hai phần này gồm 11 loại. Khathang 1. Pathavitatu Apodatu Techotatu Vayodatu Putarupang Nama. Bằng cách nào? Một, những tính chất chánh yếu của sắc pháp, nguyên tố có đặc tính duỗi ra, đất, nguyên tố có đặc tính làm dính liền, nước, nguyên tố nhiệt, lửa và nguyên tố di động, gió. Hai, chắc cú, vi trà, cà dồ, Pasadarupang Nama, những tính chất nhạy của sắc pháp, tức mắt, tay, mũi, lưỡi và thân. Ba, Rupang Sato Gando Raso Apodavu, xin lỗi, Apodatu Vachitang Putat Taya Sankhatan Pottapan Chagochara Rupang Nama, những cảnh giới làm đối tượng của sắc pháp, tức sắc, thanh, hương, vị và xúc. Xúc nằm trong ba đại nguyên tố vật chất, ngoại trừ nguyên tố nước, có đặc tính làm dính liền. 4. Itthattan Purisattan Pavarupan Nama, những tính chất của sắc pháp về tánh, tức nam tánh và nữ tánh
5. Hadaya vattu hadaya rupang nama, tính chất của sắc pháp về tâm, tức sắc y vật. Dạ, con xin xuống mic. Alo, alo ạ. Alo. Dạ, cảm ơn Cha Vinh, cảm ơn Hà, cảm ơn Đạo Tràng. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Nguyên Thông, con kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ Thầy Kinh, kính chào các anh chị trong Đạo Tràng. Con xin đọc tiếp đoạn 2 ạ. 6. Chỉ quy tình ri dằng, chỉ quy ta rù bằng nà mắt. Tính chất của sắc pháp về đời sống, tức khả năng sống, sắc mạng quyền. 7. Các ba lì cà rồ à hà, rồ à hà, ra rồ bằng nà mạ. Tính chất dinh dưỡng của sắc pháp, tức sắc vật thực. Y tí cha át thà ra sa huy thầm bề tặng, sắp sắp phả, qua rồ bằng, sa lắc. Khana rô bằng, nip phần na rô bằng, rô ba rô bằng, sầm ma sa na rô bằng, tí cha sẵn ga hằng gách cha tí. Như vậy, 18 loại tính chất của sắc pháp được gom lại. A. Theo những đặc tính cố hữu của nó. B. Theo những đặc tướng tiêu biểu của nó. C. Như được cấu tạo do nhân duyên. D. Như luôn luôn biến đổi. E. Như thích nghi để suy niệm. 8. À cà sa thà tu ba ri chê đa rù bằng nà mắc. Tính chất phân giới hạn của sắc pháp, tức nguyên tố không gian, hư không. 9. Cà gia quỳnh nhát ti qua trì quỳnh nhát ti rù bằng nà mắc. Tính chất truyền thông của sắc pháp, tức sự biểu lộ bằng thân, thân biểu tri, và sự biểu lộ bằng lời nói, khẩu biểu tri. 10. Rù bát sa la hu tà mu du tà cầm mảnh nha tà quyền nhát ti đoà dằng. Quy cà ra rù bằng nà mạ. Những hiện tượng biến đổi của sắc pháp như nhẹ nhàng, khinh, mềm dịu, nhu, thích nghiệp, và hai hình thức biểu lộ, biểu tri. Rù ba sa u ba cha yo sang ta ti cha ra ta anik cha ta lắc khana rù bằng nà ma. Những đặc tướng của sắc pháp, tức sự sanh khởi, sự liên tục, sự hư hoại và vô thường. Cha ti rù ba mề wa ba net tha u ba cha ya san ta ti nà mề na ba vuk cha ti ti e ka da sa wi quyết thầm bề tầng rù bằng át tha quỳ sa ti quyết thầm hồ ti sa rù ba qua sề nã. Nơi đây, đặc tính sanh khởi và liên tục có nghĩa là hiện tượng sanh của sắc pháp. Như vậy, 11 hiện tượng của sắc pháp được xem là 28 tùy theo đặc tính cá biệt cố hữu. Dạ, con đã đọc xong. Dạ, con kính thỉnh Sư Nguyên Thông ạ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con là Nguyên Thông. Con xin kính chào Sư Phụ Thánh Tâm, kính chào Thầy Kinh và kính chào toàn thể chư vị chắc chư vị thịt Phật tử kính mến. Dạ, con xin đọc bài Rupa Sangha Vipago, phân tích sắc pháp. Rupa Sam Mudde Sa, liệt kê các sắc pháp. Đoạn 1. Chắc ta ri ma ha phu ta ni cha tun năng cha ma ha phu ta năng upada ya ru pang ti duy tham pe tang ru pang e ka da sa bi de na sang ga hang ga cha ti. Sắc có hai phần là bốn đại chính yếu và những chuyển hóa của sắc, sắc đi đại sinh. Hai phần này gồm 11 loại. Có tăng 1. Bát tha vi tha tu apo tha tu te cho tha tu va yo tha tu phu ta ru bằng na ma. Bằng cách nào? Số 1, những
tính chất chính yếu của sắc pháp, nguyên tố có đặc tính vũ ra là đất, nguyên tố có đặc tính làm dính liền là nước, nguyên tố nhiệt là lửa, nguyên tố di động là gió. Số 2, chắc khu sô tăng ga năng chi pha ca vô bát sa đa ru băng na mát. Những tính chất nhạy của sắc pháp, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Ru băng sát đô găng thô ra sô a bô thà tu va chi tăng phù tát ta phù tát ta gia sang ca tăng phù tát phân khô tát phân cha gô cha ru băng na má. Những cảnh giới làm đối tượng của sắc pháp, tức là sắc, thinh, hương, vị và xúc. Xúc nằm trong ba đại nguyên tố vật chất, ngoại trừ nguyên tố nước, có đặc tính làm dính liền lại. Số 4, Ittat tăng purisat tăng pha va ru bằng na má. Những tính chất của sắc pháp về tánh, tức là nam tánh và nữ tánh. Hadayavak thu hadava hadayaru bằng na má. Tính chất của sắc pháp về tâm, tức là sắc ý vật. Dạ, con xin mời người kế là Nguyên Như. Dạ, Nguyên Như xin cảm ơn chư vị đã lắng nghe. Dạ, xin cảm ơn thầy kinh. Dạ, sa thú con xin kính tri ân sư Nguyên Thông. Dạ, Nguyên Như xin con xin đọc bài kế tiếp ạ. Đoạn 2, 6. Chì quý tình trí dằn, chì quý tá ru bằng nà mát. Tính chất của sắc pháp về đời sống, tức khả năng sống, sắc mạng quyền. 7. Cá bá li cà rô a hà rô a hà rá ru bằng nà mát. Chất dinh dưỡng của sắc pháp, tức sắc vật thực. Ý tá cha ách thà rá xá quý thầm bề tầng sá phà quá rù bằng sá lắc khá ná rù bằng nít phá ná rù bằng rù bá rù bằng sầm má sá ná rù bằng tí chá sằng gá hằng gách trần tí. Như vậy, 18 loại tính chất của sắc pháp được gom lại: A. Theo những đặc tính cố hữu của nó. B. Theo những đặc tướng tiêu biểu của nó. C. Như được cấu tạo do nhân duyên. D. Như luôn luôn biến đổi. E. Như thích nghi để suy niệm. 8. A ca sát tha tu bá rít chề đá rù bằng nà má. Tính chất phân giới hạn của sắc pháp, tức nguyên tố không gian, hư không. 9. Ca giá huỳnh nhắc tí quá trì huỳnh nhắc tí rù bằng nà má. Tính chất truyền thông của sắc pháp, tức sự biểu lộ bằng thân, thân biểu tri và sự biểu lộ bằng lời nói, khẩu biểu tri. 10. Ru bá xá lá hú tà mú đú tà cầm mành nhá tà huỳnh nhắc tí đoá dằn quý cà rá ru bằng nà má. Những hiện tượng biến đổi của sắc pháp như nhẹ nhàng, khinh, mềm dịu, nhu, thích nghiệp và hai hình thức biểu lộ, biểu tri. 11. Rù sa u ba cha yo san ta ti cha ra ta a nít cha ta lắc khá ná rù bằng nà má. Những đặc tướng của sắc pháp, tức sự sanh khởi, sự liên tục, sự hư hoại và vô thường. Cha tí rù bằng ê quá bá nét tha u ba cha gia san ta tình ta tí nhà mề ná bá quýt cha tì tí ê cà đá xá quý thầm bề tăng rù bằng ách tha quỳ sát tí quý thằng hồ tí xá rù ba hoa xề ná. Nơi đây, đặc tính sanh khởi và liên tục có nghĩa là hiện tượng sanh của sắc pháp. Như vậy, 11 hiện tượng của sắc pháp được xem là 28, tùy theo đặc tính cá biệt, cố hữu. Và con đã đọc xong bài, con xin nhường mic cho vị kế tiếp ạ. Nam mô Bích Thai gia. Dạ con Nguyên Trang. Dạ trước hết con kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, kính đảnh lễ sư Nguyên Thông.
Kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, con kính chào toàn thể đạo tràng và kính chào thầy kinh. Dạ, con xin đọc bài ạ. Cảm ơn Châu Nguyễn. Dạ, con cảm ơn đạo tràng đã cho con biết tín hiệu. Rupa sangha hawipa go phân tách sắc pháp. Rupa samutte sa liệt kê các sắc. Chatta rimaha phuta nichatun nhan chamaha phuta nang upada ya rupan ti tuy tham đề tăng rupan eka dasavithe nasangga hằng gacchati. Sắc có hai phần là bốn đại chánh yếu và những chuyển hóa của sắc, sắc y đại sanh. Hai phần này gồm 12, gồm 11 loại. Các thằng Pathavithatu Apothatu Tejothatu Vayothatu Phutaru bằng nama. Bằng cách nào? Một, những tính chất chánh yếu của sắc pháp, nguyên tố có đặc tính duỗi ra đất, nguyên tố có đặc tính làm dính liền nước, nguyên tố nhiệt lửa và nguyên tố di động gió. Chakhu so tăng kha năng chiêu hà kayo pasadaru bằng nà mát, những tính chất nhạy của sắc pháp tức mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Rupang sado gantho raso apothatu vacchitang phutataya sankhatang phottapan chago charup rupang. Nama, những cảnh giới làm đối tượng của sắc pháp tức sắc, thinh, hương, vị và xúc. Xúc nằm trong ba đại nguyên tố vật chất, ngoại trừ nguyên tố nước, có đặc tính làm dính liền. Ittak tăng Tuisak tăng Phà quá rù bằng nà má, những tính chất của sắc pháp về tánh, tức nam tánh và tánh. Hadayawat thu hadaya rù bằng nà má, tính chất của sắc pháp về tâm, tức sắc ý vật. Dạ, con đã đọc xong. Cảm ơn cho Nguyễn đã post bài. Dạ, con xin xuống mít ạ. Dạ, Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Dhammaya, Nam Mô Sanghaya. Dạ, con kính đảnh lễ Sư Nguyên Thông, con kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm, con kính chào đây thầy kinh và đạo tràng. Dạ, con xin trả bài. Châu ơi, không thấy bài. Dạ, dạ thấy rồi, cảm ơn Châu. Sáu, chiêu tình ví dằn chiều ta rù bàn nà má, tính chất của sắc pháp về đời sống tức khả năng sống, sắc mạng quyền. Số 7, kabali karo aharo aharu raru bằng na mát, tính chất dinh dưỡng của sắc pháp tức sắc vật thực. Ticha attha rasa vi tham be tăng sa pha quá rù bằng sa la khan sa la ra rù bằng nít phàn na rù bằng rù ba rù bằng sam rù bằng cha sàn gác nặng như vậy. Châu ơi,
Trời ơi, em có thể làm một cái không thấy nó trống trống lỏng nè. Dạ, cảm ơn thầy rồi. Như vậy 18 loại tính chất của sắc pháp được gom lại: A, theo những đặc tính cố hữu của nó; B, theo những đặc tính tiêu biểu của nó; C, như những cấu tạo do nhân duyên; D, như luôn luôn biến đổi; E, như thích nghi để suy niệm. Tám, a ca sa tha tu ba ri che da ru bằng na ma, tính chất phân giới hạn của sắc pháp tức nguyên tố không hư không. Không thấy, trời ơi. Dạ, thấy rồi. Sorry. Chính ca giá huynh nhé. Ca giá huynh nhá ti quách chi huynh huynh nhá ti ru bằng nà má, tính chất truyền thông của sắc pháp tức sự biểu lộ bằng thân, thân biểu tri và sự biểu lộ bằng lời nói, khẩu biểu tri. 10. Ru ba sa la hu ta mu du ta cầm mành nhà ta huynh nhá ti đoà dằn quy cà ra rù bằng nà mát, những hiện tượng biến đổi của sắc pháp như nhẹ nhàng, khinh, mềm dịu, nhu, thích nghiệp và hai hình thức biểu lộ biểu tri. Sorry chơi không, ok, dạ. Cha tu ba mê u ba cha ya sang ta ti na mê nam ba u cha ti ti e ka ta da sa vi thằng bề tăng tăng a thát vi sa ti vi thằng hồ ti sa ru ba wa se na. Nơi đây những đặc nơi đây đặc tính sanh khởi và liên tục có nghĩa là hiện tượng sanh của sắc pháp. Như vậy 11 hiện tượng của sắc pháp được xem là 28 tùy theo đặc tính cá biệt cố hữu. Dạ, cảm ơn Châu đăng bài. Dạ, con nhường mic cho bị kết. Dạ, dạ con kính đảnh lễ quý sư, thầy Kinh cùng toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc bài hôm nay ạ. Rupa sangaha vipago phân tách sắc pháp. Rupa samuddesa liệt kê các sắc. Đoạn 1. Chattarimahaputani chatun nhan cha maha puta nang upada yarupan yaruban tidwi thambe tang rubang eka dasat with pena sanggahang gak chati. Sắc có hai phần, sắc có hai phần là bốn đại chánh yếu và những chuyển hóa của sắc là sắc y đại sanh. Hai phần này gồm 11 loại. Các thân: một, patavi datu, apo datu, tejo datu, vayo datu, huta puta ru bằng na ma. Bằng cách nào? Một, những tính chất chánh yếu của sắc pháp, nguyên tố có đặc tính duỗi ra là đất, nguyên tố có đặc tính làm dính liền là nước, nguyên tố nhiệt là lửa và nguyên tố di động là gió. 2. Chắc khú sô tăng ga năng chi đoà ca vô
Pasadarubhanama, những tính chất nhạy của sắc pháp, tức mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. 3. Rubang sato gando raso apoda tuvak chitang pu tatat taya sangha tang phottapang phottapang chago chara rubang nama, những cảnh giới làm đối tượng của sắc pháp, tức sắc, thinh, hương, vị và xúc. Xúc nằm trong ba đại nguyên tố vật chất, ngoại trừ nguyên tố nước, có đặc tính làm dính liền. 4. Ithatang purisatang pavarupang nama, những tính chất của sắc pháp về tánh, tức nam tánh và nữ tánh. 5. Hadayavatthu hadaya rupang nama, tính chất của sắc pháp về tâm, tức sắc ý vật. Dạ, con xin mời vị kế tiếp ạ. Con xin xuống mic. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ thưa con Châu Nguyễn ạ, con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, con kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng, con kính chào thầy Kinh và con kính chào toàn thể đồng tràng. Dạ, dạ để con chỉnh lại âm thanh ạ. Alo, dạ thưa con không biết là có nghe được âm thanh của con không ạ? Alo, dạ, dạ cảm ơn anh Giang ạ. Dạ con xin phép được đọc bài ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ thưa con không biết là có nghe được âm thanh của con. Dạ con cảm ơn mọi người ạ. Dạ con xin phép được đọc bài ạ. Đoạn 2. 6. Trì quý tình tri dần, trì quý ta rù bằng nà má. Tính chất của sắc pháp về đời sống, tức khả năng sống, sắc mạng quyền. 7. Ca bá lì ca rô a ha rô a ha ra rô bằng na má, tính chất dinh dưỡng của sắc pháp, tức sắc vật thực. 8. Iti cha attha rasa vi tham pe tang sa pha wa rô bằng sa lắc kha na rô bằng nếp phần na rô bằng rù ba rù bằng sammasana rù bằng tí cha sàng gá hàng gá cha tí. Như vậy, 18 loại tính chất của sắc pháp được gom lại: A. Theo những đặc tính cố hữu của nó. B. Theo những đặc tướng tiêu biểu của nó. C. Như được cấu tạo do nhân duyên. D. Như luôn luôn biến đổi. E. Như thích nghi để suy niệm. Akasatha tuparicche daru bằng nà má, tính chất phân giới hạn của sắc pháp, tức nguyên tố không gian, hư không. Chín. Cà giá huỳnh nhát tí quá trì huỳnh nhát tí rù bằng nà má, tính chất truyền thông của sắc pháp, tức sự biểu lộ bằng thân, thân biểu tri và sự biểu lộ bằng lời nói, khẩu biểu tri. Rupasalahuta muduta kamman nyata huynh nhất tí đa dạng quý cà ra rù bằng nà má,
những hiện tượng biến đổi của sắc pháp như nhẹ nhàng, khinh, mềm dịu, nhu, thích nghiệp và hai hình thức biểu lộ, biểu tri. Rupasa upacha, con xin đọc lại ạ. Rupasa upachayo santati charata anicchata lakkhana rupang nama. Những đặc tướng của sắc pháp, tức sự sanh khởi, sự liên tục, sự hư hoại và vô thường. Jati rupa me vapanetha upachaya san tati nam me na pavuchati ti e ka dasawi tham pe tang rupang attha vi sati vi thần hồ ti sa rup pavase na. Nơi đây, đặc tính sanh khởi và liên tục có nghĩa là hiện tượng sanh của sắc pháp. Như vậy, 11 hiện tượng của sắc pháp được xem là 28, tùy theo đặc tính cá biệt cứu hữu. Dạ thưa, con đã đọc xong ạ. Con đọc có sai, con nhờ thầy sửa giùm con. Dạ, con xin phép được xuống mic. Con kính dâng mic lại cho đạo tràng ạ. Dạ, lễ chư Đức Tăng, thân chào quý vị. Rồi, xà thứ ha. Bây giờ, alo quý vị nghe không? Alo. À, ok. Rồi, giờ là chúng ta học tiếp phần thứ nhì. Là kỳ rồi chúng ta học về sắc tứ đại. Hôm nay chúng ta phải học về cái số 2 là sắc y đại sinh. Sắc y đại sinh. Đại sinh Upadaya Rupani sắc y đại sinh. Hay có người có chỗ người ta ghi là sắc y sinh à. Sắc y đại sinh tức là Upadaya Rupani, ghi cho chưa, ráp cho luôn cái câu luôn, là những sắc y, sắc y đại sinh đó giờ mình nghĩa là những sắc y cứ nơi sắc tứ đại mà sinh ra, là những sắc y cứ nơi sắc tứ đại mà sinh ra, đúng không ạ? Sở tạo sắc, đúng không ạ? Là những sắc y cứ nơi sắc tứ đại mà sinh ra, sở tạo sắc. Không? Alo. Là những sắc y cứ nơi sắc tứ đại sinh ra, tức là cái sắc tứ đại này nó Upadaya Rupani, là những cái sắc mà nó từ nơi, nó duyên từ nơi sắc tứ đại, tức là từ nơi đất nước lửa gió mà nó phát sinh ra à, tức là nếu không có đất nước lửa gió thì những cái sắc y đại sinh này nó không thể có mặt à, cho nên do chính nhờ có là tứ đại chủng sắc tứ đại phát sinh ra, thì như vậy sắc y đại sinh này còn được gọi là sở tạo sắc, tức là sắc thuộc về do y đại sinh sinh ra à, thì gọi là sắc y đại sinh hay là sắc y cứ nơi sắc tứ đại à, đó là định nghĩa về cái sắc y đại sinh để chúng ta biết ha. Rồi có 10 thành phần, hai chấm, 10 thành phần, hai chấm. Một là sắc thần kinh. Thần kinh phải tinh sắc hay phần nhạy của sắc pháp. Sắc thần kinh phải cái tinh sắc hay phần nhạy của sắc pháp. À, cái chữ là Basa Daruba. Sắc thần kinh tinh sắc hay là phần nhạy của sắc, của sắc pháp. Đó,
tức là cái thứ nhất, cái nhóm thứ nhất là được gọi là nhóm thuộc về sắc thần kinh, tức là ta có chỗ để dùng chữ tinh sắc á, tức là cái sắc này nó rất là tinh tế, rất là đặc biệt, và nó là cũng là phần nhạy, tức là nó có một cái sự nhạy bén, nó sự bắt được đối tượng, nó có thể thu bắt được đối tượng, thì như vậy gọi là sắc thần kinh. Xuống dòng có năm sắc thần kinh này cho chúng ta biết là có năm hai chấm: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Rồi, tức là sắc thần kinh cho phân ra được là có 5 loại. Và thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân. Rồi, số 2, sắc cảnh giới. Số 2 là sắc cảnh giới. Gồ cha ra rù bá là sắc cảnh giới. Có 4, 2 chấm. Sắc, thinh, khí, vị. Đó là sắc cảnh giới. Có 4 cái là sắc, thinh, khí, vị. Rồi, xuống dòng số 3, sắc tánh. Sắc tánh. Sắc tánh. Ít thách tăng, bú rí sắc tăng. Ít thách tăng, bú rí sắc tăng. Có 2. Sắc nam tánh, sắc nữ tánh. Sắc nam tánh, sắc nữ tánh. Không có sắc hình chung. Biết sao không có không? Để anh giúp học biết ha. Rồi giờ tôi tiếp, đi. Giờ nó sơ lược trước nào. Số 4 là sắc ý vật. Sắc ý vật. Cái giao quách thú. Sắc ý vật. Bây giờ mình đang liệt kê ra một số cái phần sắc ý vệ sinh ha. Liệt kê ra. 4. Sắc ý vật. Cái giao quách thú. Số 5, sắc mạng quyền. Sắc mạng quyền. Chi với tình riêng, sắc mạng quyền. Số 6, sắc vật thực. Kabali karo aharo là sắc vật thực. Số 7, sắc hư không. Cà sát thà tú, sắc hư không. Số 8, sắc biểu tri. Sắc biểu tri. Số 8, sắc biểu tri. Quỳnh nhắc tiếp. Biểu tri. Có 2, sắc biểu tri có 2, 2 chấm.
thân biểu tri, khẩu biểu tri. Thân biểu tri, khẩu biểu tri. Và số 9, sắc đặc biệt. Sắc đặc biệt. Quý ca đó rù bát, sắc đặc biệt. Còn gọi là tánh cách biến đổi của sắc pháp. Sắc đặc biệt, mở ngoặc. Tánh cách biến đổi của sắc pháp, đóng ngoặc. Sắc đặc biệt, mở ngoặc. Tánh cách biến đổi của sắc pháp, đóng ngoặc lại. Tính cách biến đổi, tính cách biến đổi chứ không phải tính cách đặc biệt, tính cách biến đổi của sắc pháp. Trở lại, tính cách biến đổi của sắc pháp. Đúng rồi, xuống dòng ha, có 3, tức là sắc đặc biệt có 3, 2 chấm. Sắc kinh, sắc nhu, sắc thích nghiệp. Sắc kinh, sắc nhu, sắc thích nghiệp. Là số 10. Sắc tứ tướng. Sắc tứ tướng. Lakkhana rūpa. Sắc tứ tướng. Có 4, sắc tứ tướng này có 4 ha. Sinh, tiếng, dị, diệt. Sinh, tiếng, dị, diệt. Xuống dòng ha. Tổng cộng có 24 sắc y đại sinh. Cộng 4 sắc tứ đại bằng 28 sắc. Tổng cộng có 24 sắc y đại sinh. Cộng 4 sắc tứ đại bằng 28 sắc. Rồi, vậy là chúng ta đã liệt kê ra 24 sắc bị đại sinh qua thành 10 nhóm, như là sắc tứ đại nữa là 11 nhóm, tổng cộng là 28 sắc. Chúng ta có được tất cả 28 sắc pháp. Rồi, bây giờ bắt đầu chúng ta đi vào phần thứ gì? Thứ nữa là gì? Thứ gì? Tứ đại đó, bốn sắc tứ đại ta học rồi, tứ đại học rồi. Bốn sắc tứ đại đó. 24 sắc y đại sinh cộng bốn sắc tứ đại đó là bằng 28. Bốn là tứ rồi đó. Tứ đại, sắc tứ đại bỏ số 4 cũng được. Cứ học rồi ha. Rồi, bây giờ mình đi vô chi tiết ha, đi vô phần chi tiết từ phần. Rồi, một là tinh, là sắc thần kinh. Tinh sắc, sắc thần kinh hay là tinh sắc.
đọc lớn đi, là sắc thần kinh, tinh sắc, bá xà đó rù bá. Một sắc thần kinh, tinh sắc, bá xà đó rù bá. Tức là đây nói về những cái hệ thần kinh trên cái cơ thể của chúng ta, thì những hệ thần kinh này nó được gọi là tinh sắc, và những sắc nó rất là tinh và tinh xảo, nó rất là vi tế, thì được gọi là sắc thần kinh. Nó có năm thành phần, thì ghi là năm thành phần nhạy của năm căn. Tinh sắc thần kinh, năm thành phần nhạy của năm căn là hai chấm. Năm thành phần nhạy của năm căn là hai chấm. Rồi, một nhỏ, thần kinh nhãn, thần kinh nhãn. Thần kinh nhãn, chắc xa đá, thần kinh nhãn. Là cái hệ thần kinh của con mắt mình ha, nó có một cái hệ thần kinh đó để mà thấy, này kia là thần kinh nhãn, chắc tôi có xa đó. Rồi mắt, nói về cái thần kinh nhãn, nói về con mắt của mình á, thì nó có hai thành phần, thì mình nên biết là như vậy, thì mình đi là mắt nó có hai thành phần, hai chấm. Mắt có hai thành phần. Nhỏ là phù trần căn. Gọi là phù trần căn. Là thành phần con mắt thịt. Là thành phần con mắt thịt. Bao gồm chính sắc là hai chấm. Phù trần căn. Là thành phần con mắt thịt. Bao gồm chính sắc là hai chấm. Phù trần căn là thành phần con mắt thịt, bao gồm chính sắc là hai chấm. Tám sắc bất ly, tám sắc bất ly cộng sắc mạng nguyên, tám sắc bất ly cộng sắc mạng nguyên. Tám sắc bất ly cộng sắc này. Rồi đó, tức là nói về cái phù trần căn, tức là cái phần con mắt thịt á, tức là không có nói về cái hệ thống thần kinh á, tức là nó nguyên cục mắt, cái nhãn cầu mình á, nguyên cái nhãn cầu mình tròn do con mắt kia đó, thì nó được gọi là phù trần căn, tức là nguyên cái con mắt mình kêu là mắt cái bự á, là phù trần căn. Thì cái phù trần căn này có tám sắc bất ly, tức là tám cái sắc bất phân ly: đất, nước, lửa, gió, sắc, khí, vị và vật thực. Tức là tám sắc bất ly, tám sắc này không thể nào tách rời được, dù bất kỳ một cái sắc pháp nào, nhỏ cỡ nào, cực nhỏ cái nào cũng phải có đầy đủ tám sắc bất ly này, và tám sắc cơ bản nhất. Thì bốn cái tứ đại, bốn cái sắc, khí, vị, vật thực là tám, cộng với cái sắc mạng nguyên, tức là cái sắc mà để nó gìn giữ cái phù trần căn này nó được tồn tại, nó được sống còn. Thì như vậy cái phù trần căn không á, là nó có được chính sắc, nó gọi là nó có được cái nhóm chính sắc á, là tám sắc bất ly cộng sắc mạng nguyên, nó được gọi là phù trần căn của con mắt mình, phần mắt thịt mình đó. Rồi B là tinh sắc hay là thần kinh nhãn. B tinh sắc, thần kinh nhãn, hai chấm. Là tinh chất, đó là
tinh chất nha, nó là tinh chất nằm ở giữa mắt, là tinh chất nằm ở giữa mắt, có dạng như đầu con chí đực, là tinh chất nằm ở giữa mắt, có dạng như đầu con chí đực. Có dạng như đầu con chí đực. Nằm trong các lớp võng mạc. Nằm trong các lớp võng mạc. Là tinh chất nằm giữa mắt, có dạng như đầu chí đực, nằm trong lớp võng mạc, tức là được gọi là cái tinh sắc đó, nó nằm ngay giữa mắt mình đó, nằm ở trong, nó hình dáng giống như cái đầu chí đực đó. Nằm trong những, có một số người ta nói là nằm sau bảy cái lớp võng mạc, mình không coi khoa học là phải nghiên cứu cái này lại. Rồi được gọi là thần kinh nhãn, được gọi là thần kinh nhãn. Được gọi là thần kinh nhãn thì nó nói là con người đó, là mình cứ biết là đây ta dùng cái thần kinh nhãn, khoa học thì nó là con người. Được gọi là thần kinh nhãn vì có khả năng thấy được các sắc. Được gọi là thần kinh nhãn vì có khả năng thấy được các sắc. Được định danh nó là cái tên là thần kinh nhãn, bởi vì nó có khả năng thâu quát cảnh sắc, nó bắt thấy được cảnh sắc, nó bắt được cảnh sắc đó thì được gọi là thần kinh nhãn. Rồi có 10 sắc, hay chấm bây giờ nó có 10 sắc. Và chính sắc hồi nãy đó, chính sắc cái phần như phần trên đó, tức là 8 sắc bất ly cộng sắc mạng quyền, tức là chính sắc cộng với sắc thần kinh nhãn là 10. Chính sắc cộng sắc thần kinh nhãn. Chắc còn sắc thần kinh nhãn. Rồi, như vậy chúng ta qua cái vấn đề này chỉ một chút xíu cái thần kinh nhãn thôi đó, và nó cũng phải có 10 sắc, có nguyên một nhóm sắc nó phải có 10 sắc. Cho nên ở đây để cho chúng ta biết là không có cái gì mà một mình nó có thể tồn tại được, cho nên mình học mình phải biết được cái vấn đề khi mà được liệt kê ra các sắc như vậy, thì dù cho cái sắc tế cỡ nào nó cũng phải có tối thiểu là 8 sắc bất ly, và sắc thần kinh này nó phải là 10 sắc, là 9 sắc cộng với lại một cái sắc thần kinh nữa. Thì đối với thần kinh nhãn chúng ta, dù nó rất là nhỏ chút xíu nó trong cái con người của mình đó, thì nó đã có đầy đủ 10 sắc, 9 sắc bất ly, 9 sắc cộng với lại một sắc thần kinh nhãn, đó là có 10 sắc. Rồi, sử dụng tứ ý nghĩa. Tứ ý nghĩa. Một, trạng thái. Một, trạng thái. Hai chấm. Sự nhạy. Phải. Sự trong ngần của sắc thần kinh nhãn. Sự nhạy. Sự trong ngần của sắc thần kinh nhãn. Đó là trạng thái của cái thần kinh nhãn đó. Nó là có một cái sự nhạy bén, và nó có một cái sự mà trong ngần, nó trong suốt của sắc thần kinh nhãn. Rồi số 2, phận sự là thâu bắt cảnh sắc. Thâu bắt cảnh sắc. Phận sự thâu bắt cảnh sắc.
tức là cái hệ thần kinh này nó có một cái phận sự của nó, một cái nhiệm vụ của nó là đi thâu bắt những cảnh sát. Số 3, sự thành tựu là chỗ nương cho nhãn thức, là chỗ nương cho nhãn thức, tức là cái hệ thần kinh này chính là một cái chỗ mà giống như cái chỗ trú ngụ cho cái tâm nhãn thức nó sanh lên, cái tâm mà sanh lên nương nơi con mắt đó, để mà bắt, để biết được cảnh sắc đó. Thì đó là phần kinh nhãn là chỗ nương cho cái nhãn thức, và chính là cái sự thành tựu của nó. Còn nếu mà cái thần kinh nhãn bị hư thì thần nhãn thức không thể có chỗ được, không sanh ra được. Cho nên đó là vấn đề chúng ta cần được quyết như vậy. Rồi số 4, nhân cần thiết. Nhân cần thiết. Vậy rồi. Thì cái sắc là vật chứ. Sắc là vật. Nó là chỗ nương, nó là vật đó, là nhãn vật đó. Rồi nhân cần thiết có sắc tứ đại sanh do từ ái, có sắc tứ đại sanh do từ ái thủ. Nhân cần thiết có sắc tứ đại sanh do từ ái thủ, phải không ạ? Sắc do nghiệp tham ái, do nghiệp tham ái sắc từ đời trước, đóng ngoặc lại, sắc do nghiệp tham ái sắc từ đời trước. Tức là cái nhân cần thiết đó là muốn có được cái sắc thần kinh này đó, thần kinh nhãn này, đó là phải do phải có đầy đủ bốn cái tứ đại này, mà phải gọi là tứ đại thủ. Có do tứ đại thủ, tức là bốn cái đại đất nước gió nó sanh lên, nó sanh do từ cái tham ái của cái nghiệp tham ái của mình từ đời trước, do mình ái cảnh sắc thì nó mới phát sanh lên, được gọi là nhân do tứ đại thủ, từ hoặc là do tứ đại sanh từ ái thủ. Thì như vậy sắc thần kinh này, những cái sắc thần kinh này do nghiệp hết thì ta được gọi là sắc do nghiệp sanh. Mình biết là do tham ái nghiệp, mà nghiệp tham ái từ đời trước. Vậy là khi chúng ta học thì vô sâu lần từ từ chúng ta sẽ biết là có những loại sắc, sắc do nghiệp sanh, tức là những cái sắc nó sanh ra do nghiệp nó cho ra, chứ không mình không làm được đó. Rồi có loại sắc thì do tâm sanh, tức là do tâm phát sanh để mà nó tạo ra sắc. Rồi có loại sắc do thời tiết sanh, hay là do âm dương sanh, do âm dương nóng lạnh thời tiết này kia mà nó tạo ra cái loại sắc. Và có loại sắc do vật thực sanh, tức là do những cái chất dưỡng tố này kia nó phát sanh ra cái loại sắc pháp đó. Thì như vậy ở đây thần kinh nhãn này là sắc do nghiệp sanh, sắc do nghiệp tham ái sanh từ những cái đời trước nó tạo ra. Rồi đó là xong cái phần thần kinh nhãn. Rồi số 2 là thần kinh nhĩ. Thần kinh nhĩ Sotapasana. Rồi, giờ tới cái lỗ tai không? Và sắc tinh chất, là sắc tinh chất có dạng như lông cù, có dạng như lông cù nằm khoanh tròn trong lỗ tai, là sắc tinh chất có dạng như lông cù nằm khoanh tròn trong lỗ tai. Phải. Và sắc tinh chất có dạng như lông cù nằm khoanh tròn trong lỗ tai. Phải. Có khả năng ghi nhận âm thanh, có khả năng ghi nhận âm thanh.
Đó, tức là một cái hệ thần kinh nó nằm có cái hình dạng giống như cái lông cái lông cù mà nó khoanh tròn nằm đâu có tay mình đó. Rồi kêu là thần kinh nhĩ thôi, mình kêu là gì qua rồi, tiếng Việt kêu là gì, tự nhiên nói nghe qua đây qua mất tiêu. Gì nhĩ á gì màng nhĩ, à màng nhĩ, à màng nhĩ phải bao cái gì phải kêu màng nhĩ không, đúng rồi, như màng nhĩ đúng rồi, nằm trong cái bao. À, thì cái này nó có nó khả năng là nó bắt cho âm thanh, nó ghi nhận âm thanh. Bạch sư giáo nó có 10 sắc, có 10 sắc, 8 sắc bất ly, cộng sắc mạng nguyên, cộng sắc thần kinh nhĩ. 8 sắc bất ly, sắc mạng nguyên, cộng sắc thần kinh nhĩ. Như vậy cái mà mình thấy cái dạng hình như là cái màng nhĩ là lông cụ nó xoắn vậy đó. Thì cái đó nó chỉ cái đó là nói toàn bộ luôn là có 10 sắc này, chứ không phải là chỉ có sắc thần kinh nhĩ không thôi. À, nó có 8 sắc bất ly, có sắc mạng nguyên và cái sắc thần kinh nhĩ nằm trong đó. Rồi, đó là 10 sắc của cái thần kinh nhĩ. Và sử dụng tứ ý nghĩa, một trạng thái. Hình như cái này là khoa học cũng không thấy được nha quý vị. Cũng như sắc mạng quyền, khoa học không biết cái tìm được cái sắc mà để mà nó bảo trì cái đời sống sắc pháp, chắc cũng không biết đâu. Tám sắc bất ly nữa chắc cũng chịu thua luôn. Quá nhỏ này, quá vì thế. Trạng thái, sự trong ngần của sắc kinh nhĩ. Trạng thái sự trong ngần của sắc thần kinh nhĩ, rồi thần nhĩ nó trong nha, nó trong ngần nha. Còn cái mình thấy được hình như nó cũng như chưa phải hay sao. Trạng thái là sự trong ngần của sắc thần kinh nhĩ. Hai, phận sự thâu bắt cảnh thinh. Phận sự là thâu bắt cảnh thinh. Thứ ba, sự thành tựu là chỗ nương của nhĩ thức. À, tức là cái thần kinh nhĩ này là chỗ để cho nhĩ thức nó nương giá rồi đó. À, nó trú ngụ, nó nương đó để nó bắt cảnh thinh. Bắt được cảm thanh. Rồi, số 4, nhân cần thiết. Có sắc tứ đại thủ. Và giống như cái trên ha, mình ghi gọn như vậy, nhân cần thiết, có sắc tứ đại thủ, tứ đại khác và tứ đại thủ khác nha. Tứ đại là nói chung, tứ đại thủ là do có nghiệp mà dính vô vụ nghiệp trong đó, nó mới kêu tứ đại thủ. Rồi, như vậy là thần kinh nhĩ nó cho chúng ta có bốn cái ý nghĩa đó, như vậy là sự trong ngân. Nó là có cái trạng thái sự trong ngần, thâu bắt cảnh thinh là phần sự của nó, và là chỗ nương cho nhĩ thức. À, phải có tứ đại thủ, tứ đại do nghiệp trong quá khứ. Rồi số 3 là thần kinh tỷ. Tứ đại là bốn đất nước lửa gió, thủ là do nghiệp trong quá khứ, mình luyến ái, mình tham ái, mình chấp thủ ở cảnh thinh. Do cái nghiệp quá khứ nó cho ra cái sắc tứ đại để mà tạo lên cái thần kinh nhĩ, thần kinh nhĩ này. Rồi mới nói nãy trên nhắc mắt rồi quên rồi. Nãy mới nói thần kinh nhãn là giống vậy thôi. Mình xem thôi, đúng rồi. Được chưa? Rồi tới số 3, thần kinh tỷ. Thần kinh tỷ. Kinh tỷ kha nó bắt xa đó. Mới nói xong thiệt rồi quên liền, chết luôn. Thần kinh tỷ kha nó bắt xa đó.
tinh sắc, và tinh sắc có dạng như móng chân dê, và tinh sắc có dạng như móng chân dê nằm trong lỗ mũi, và tinh sắc có dạng như móng chân dê nằm trong lỗ mũi có khả năng thu nhận cảnh hương mùi, có khả năng thu nhận cảnh mùi, và tinh sắc có dạng như móng chân dê nằm trong lỗ mũi có khả năng thu nhận cảnh mùi, cảnh hương. Hai cái đó ghi mùi hương như vậy. À, thì cái thần kinh tỷ nó là một cái loại tinh sắc, sắc sắc tinh, nó hình như móng chân dê, móng chân dê cái móng đó, đó nó nằm trong lỗ mũi mình á, nằm trong hình như trên hốc mũi, và khả năng nó thu nhận cái cảnh hương, cảnh mùi, cảnh khí, đúng rồi, cảnh khí là cái dùng từ khí, cảnh hương, mùi, ngửi được, mình ngửi được cái hương, cái mùi đó. Khí. Rồi, có 10 sắc, nó cũng vậy, nó cũng có 10 sắc. 8 sắc bất ly, sắc mạng nguyên, và sắc thần kinh tỷ. Tức là có chút xíu rồi đó, mà nó đã có 10 sắc rồi đó. 8 sắc bất ly, sắc mạng nguyên, sắc thần kinh tỷ. Rồi. Với ý nghĩa, trạng thái. Sự trong ngần của sắc thần kinh tỷ, tức là những cái sắc thần kinh này nó có cái đặc biệt cái chỗ là nó trong ngần, trong suốt, trong ngần. Trạng thái sự trong ngần của sắc thần kinh tỷ kêu là tinh sắc mà vậy. Hai, phận sự thâu bắt cảnh khí. Thâu bắt cảnh khí, phận sự nó là thâu bắt cảnh khí. Số 3, sự thành tựu là chỗ nương của tỷ thức. Là chỗ nương của tỷ thức. Số 4, nhân cần thiết có sắc tứ đại thủ. Nhân cần thiết có sắc tứ đại thủ. Từ từ chết rồi. Sắc tứ đại thủ. Thì như vậy chúng ta thấy là những cái hệ thần kinh này nó đều do nghiệp quá khứ. Do nghiệp quá khứ nó tạo ra, chứ không phải do ai tạo ra ha. Đều là do nghiệp mà chấp thủ ái luyến của mình trong quá khứ cho phát sinh ra cái sắc tứ đại thủ này. Và cho nên chúng ta thấy ví dụ như nhãn thức để nương thần kinh nhãn để mà thấy cảnh sắc, để thấy được cảnh sắc, thì nhãn thức là kết quả, nhãn thức là quả, là tâm quả, như mình học là tâm quả vô nhân, để mà nhãn thức là tâm quả. Thì như vậy nó là kết quả do nghiệp trong quá khứ, nó cho là mình mắt phải sanh lên để thấy, phải chịu thấy hoặc là được thấy, là do nghiệp trong quá khứ. Nó cũng có sự tương ứng nha. Thì đó là cái do tứ đại thủ. Rồi số 4, thần kinh thiệt. Thần kinh thiệt nha. Chiêu ha bát xa đó, thần kinh thiệt. Là tinh sắc có dạng như lông con nhím. Là tinh sắc có dạng như lông con nhím nằm trên lưỡi. Là tinh sắc có dạng như lông con nhím nằm trên lưỡi.
có khả năng tiếp nhận cảnh vị, và tính sắc có dạng như lông con nhím nằm trên lưỡi, có khả năng tiếp nhận cảnh vị. Ở đây là mình chỉ lấy cái thần kinh thôi nha, lấy cái tinh sắc, lấy cái thần kinh nha, còn nguyên cái lưỡi thì không phải nha, nguyên cái lưỡi là không có phải là thần kinh thiệt nha, mà nó là tinh sắc, nó là như cái lông con nhím nó nằm trải dài trên lưỡi mình đó, khả năng tiếp nhận cảnh vị. Rồi có 10 sắc cũng vậy luôn ha, nó cũng có 10 sắc, 8 sắc bất ly mạng quyền và sắc thần kinh thiệt. Rồi, tứ ý nghĩa, một trạng thái, sự trong ngần của sắc thần kinh thiệt, sự trong ngần của sắc thần kinh thiệt. Một trạng thái, sự trong ngần của sắc thần kinh thiệt. Thì trong ngày gặp chậm ha, chậm đấy là mới nhanh gì đâu ta. Cho mấy cô này lúc nào cũng thấy nhanh cái lạ. Thì trong ngày nó rất là kinh thiệt. Vậy tôi nói không biết nam mà mấy nam này sao mà mấy nữ này dữ quá, như cô đi theo gót cô Nhật Quỳnh đây, sợ ghê, ra lệnh rồi thấy đầu hàng liền, không biết bên Nam Siên có sợ không biết. Bên Nam Siên sợ. Quá sợ, sách dép chạy luôn. Tao đâu mà nói tao đâu rồi. Trạng thái mới trạng thái. Rồi giờ thực sự là thâu bắt cảnh vị, thâu bắt cảnh vị. À, tức là sự kinh thiệt này nó bắt cảnh vị ha, là vị cay, vị chua, vị đắng, vị ngọt, và hệ thống thần kinh thâu bắt cảnh vị. Rồi số 3, sự thành tựu là chỗ nương của thiệt thức. Còn là chỗ nương của thiệt thức. Đó là cái chỗ cái sắc thần kinh thiệt này đó, đó là cái chỗ trú xứ cho tâm thiệt thức nó nương gá lên ha. Thì đó là sự thành tựu của nó, chỗ nương thiệt thức. Rồi nhân cần thiết có sắc tứ đại thủ, cũng vậy luôn ha, có sắc tứ đại thủ, tức là cũng có do từ sắc tứ đại do nghiệp quá khứ, nghiệp tham ái quá khứ làm cho phát sanh, thì đó là nhân cần thiết của nó. Trong ngần trong nó có cái sắc nó như là nó mình nhìn nó trong suốt vậy đó, giống như mình thấy cái không biết thấy cái giống thì không biết lấy cái gì giống đúng là transparent, đúng là trời đúng là nhất transparent, mà nhìn thông suốt trong suốt, giống như là từng cái bằng cái chất cái gì đó chất nhựa trong suốt, giống như một cái ống mà trong suốt.
Rồi, đó là tới đâu rồi? Nhân thiết ha. Rồi, bây giờ tới số 5 rồi. Thần kinh thân. Thần kinh thân. Kaya Pasara, thần kinh thân. Là tinh sắc được trải khắp châu thân, là tinh sắc được trải khắp châu thân. Là tinh sắc trải khắp châu thân. Ở ngoài trừ tóc móng và da chết, có mặt lại từ tóc móng và các da chết. Phải có khả năng thu nhận cảnh xúc, có khả năng thu nhận cảnh xúc chạm, chạm luôn cho nó dễ hiểu. Có khả năng thu nhận cảnh xúc chạm. À, tức là cái thần kinh thân, tức là nó có những cái tinh sắc được trải khắp toàn châu thân ha. Nhưng mà cái chỗ mà tóc thì nó không có, bởi vì chúng ta không có cảm xúc nữa, thì tóc là đúng rồi, tóc đủ rồi. Tóc là móng tay mình cũng không có cảm xúc, không có bị đau gì hết. À, cái da bị chết, da nào bị chết thì trừ ra, thì tóc lông móng già chết đã. Rồi đây là những cái hệ thần kinh này nó có nhiệm vụ thâu bắt cảnh xúc, cảnh xúc chạm á. À, thì vừa nãy chúng ta thấy phải liệt kê ra về cảnh giới đó. Thì chúng ta có cảnh sắc nè, là đối tượng của thần kinh nhãn nè, cảnh thinh là đối tượng của thần kinh nhĩ nè ha. À, cảnh khí là đối tượng của thần kinh tỷ, cảnh vị là đối tượng của thần kinh thiệt. À, nó thấy có bốn à, nãy chúng ta thấy có bốn cái đó đúng không? À, nãy mình thấy có khoan chưa, chưa tới, đang nói về cái vụ cảnh giới. Tức là mình thấy cảnh giới nãy như Hà hỏi nó có bốn thôi. Cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, có bốn thôi. Giờ cảnh xúc nằm đâu? À, thì cảnh xúc chúng ta được biết là đã có sẵn rồi. Tức là nó là thuộc về một trong tam đại, đất, lửa, gió. À, thì đó là cảnh xúc. Bởi vì khi nó không có một cái riêng của nó, mà nó nằm trong phần tứ đại đó, là nó thuộc về tam đại, đất, lửa và gió. Tức là khi mình xúc chạm á, thì độ xúc chạm vô đất, nếu mà cứng mềm thì nó thuộc về đất. À, thì có được cái sự xúc chạm. À, còn nếu mà nóng hay lạnh đó, thì nó thuộc về lửa. Đúng không? Nóng lạnh thuộc về lửa. Nhưng mà có sự chuyển động, gió thổi đụng xúc chạm, đụng thân có sự chuyển động thì nó thuộc về gió. Vì như vậy đất, lửa, gió nó thuộc về cảnh xúc. À, chứ nó không có một cảnh xúc riêng biệt giống như là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị. À, nó có cái ba cái kia mới là cảnh xúc. Đó là để cho cái gì thấy thêm xíu nữa là bố mình học xuống tới đó là tính. Rồi xuống dòng có 10 sắc cũng giống vậy luôn ha, có 10 sắc, 8 sắc bất ly, sắc mạng quyền, sắc thần kinh thân. Rồi đúng không? Rồi, tứ ý nghĩa, trạng thái, sự trong ngần của sắc thần kinh thân, sự trong ngần của sắc thần kinh thân. Trạng thái, sự trong ngần của sắc thần kinh thân.
sự thâu bắt cảnh xúc, phần sự thâu bắt cảnh xúc, mở ngoặc đất lửa gió, đóng ngoặc, phần sự thâu bắt cảnh xúc, đất lửa gió, trừ nước ra, nước là sắc tế và không thể mà cảm xúc được, trừ nước ra, đất lửa gió. Ba, sự thành tựu chỗ nương của thân thức, tức là đây là nó là thần kinh thân này, tức là nó là cái chỗ nương để cho cái tâm thân thức nó sanh lên được, để nó biết được cảnh xúc. Thì như vậy cái sự thành tựu của cái thần kinh thân này là chỗ nương của thần thức. Thứ bốn, nhân cần thiết, không phải có cảnh nhân cần thiết, có cảnh xúc. Nhân cần thiết phải có cảnh xúc, đất lửa gió. Nhân cần thiết có cảnh xúc, đất lửa gió. Cho nên kia mình hành thiền ở vô ra cái gió chuyển động là có sự xúc chạm, có sự đụng vô nóng lạnh, ấm áp, có lửa. Có sự cứng mềm là đất, thì như vậy nhân cần thiết nó phải có cảm xúc, đất lửa và gió. Thì như vậy qua năm cái hệ thần kinh này chúng ta học, chúng ta thấy nó đều có 10 cái sắc, tức là 8 sắc bất ly, sắc bằng quyền và những cái sắc thần kinh. Thì như vậy nó mặc dù nó rất là vi tế, nó rất là trong suốt, nó rất là nhỏ, nhưng mà nó vẫn có đầy đủ 10 cái sắc đồng sanh chung với nó cùng lúc như vậy. Mà những cái sắc thần kinh này tất cả phát sanh đều là do nghiệp trong quá khứ, sắc do nghiệp tạo chứ không có do tâm tạo, cũng không có do thời tiết tạo, mà cũng không có do vật thực tạo, và lại càng không có do thượng đế tạo nữa. Cái này phải do nghiệp ha, là khi mình học mình mới phá tan được những sự quậy, mình không có bị rơi vào trong những cái sự mà chấp sai chấp lầm ha. Mình phân ra mình thấy tất cả như vậy. Rồi từ những cái hệ thần kinh này, năm cái thần kinh này đó, nó làm chỗ nương cho ngũ sanh thức nương. Làm chỗ nương cho ngũ sanh thức nương. Thượng đế có xương đâu ơi, có thượng đế, ông trời nó thích á. Thượng đế ông như có nhưng mà ông không tạo ra đâu. Dạ chắc chắn là ông thượng đế. Mình thấy kêu thượng đế sắc cam có chứ, nhưng mà ông phải tạo ra thôi, ổng cũng bị tạo thôi, hệ thống thần kinh này kia ổng cũng bị tạo ra đó. Thì chúng ta thấy là do năm cái thần kinh này nó làm chỗ nương cho năm cái thức, ngủ xong thức ngủ là năm, xong là cặp thức, là năm cái cặp thức đó, là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, nó nương năm cái sắc thần kinh này, thần kinh nhãn, thần kinh thân, tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân, để nó biết được những cái cảnh đó. Và trong cái phần mình học về cái tâm vô nhân, chúng ta thấy cái ngũ trong thức này, tức là nó có một phần là của quả bất thiện, một phần là của quả thiện. Mình thấy nó có hai cái vấn đề đó, tức là khi mà cái thần kinh nhãn nó bắt cảnh sắc á, mà cảnh sắc xấu á, thì nó thuộc về gì quý vị? Mà quả bất thiện, nhãn thức thọ xả quả bất thiện, đúng không? Tức là nó bắt cảnh sắc là nhãn thức thọ xả quả bất thiện, rồi nó bắt cảnh sắc đẹp, tức là thuộc về quả thiện. Hai vấn đề này chúng ta xác định là nó có hai vấn đề đó, quả thiện, quả bất thiện. Nhưng mà bây giờ mình sẽ từ hai vấn đề này chúng ta sẽ thấy nó có những cái chuyện mà rắc rối nó xảy ra mà. Ví dụ giờ mình thấy cảnh xấu thì nhãn thức quả bất thiện sẽ lên, đúng không? Nhãn thức quả bất thiện sẽ lên, rồi sau đó là đi vô trong cái dòng tư tưởng của mình đó. Nhãn thức sanh lên thì tiếp thâu quan sát xác định, rồi sao động tóc nó sanh lên là tâm gì quý vị? Là tâm gì?
thấy cảnh xấu xa, cảnh này kia là tâm gì, động tác là thuộc về tâm gì. Trật lắc. Tâm sân, đúng rồi, chính xác. Cảnh xấu xa là cảnh, thấy cảnh ghê là cảnh xấu. Hoặc là mình nghe chửi, mình nói, là nổi tâm, cái là gọi lộn tóc tự nhiên nó phát sanh, là nó phải sanh lên cái động tóc của tâm sân. Thì như vậy, quả bất thiện là nhãn thức thọ xã, đã nói là quả bất thiện làm duyên cho tâm bất thiện sanh tích. Đúng chưa? Tức là quả bất thiện làm duyên cho động tóc bất thiện sanh, tức là quả bất thiện làm duyên cho tâm bất thiện sanh nữa. À, như vậy là cứ bất thiện rồi sanh bất thiện, bất thiện sanh bất thiện. Nếu mà mình không có biết tu là mình sẽ chết ở cái chỗ này ha. Tức là do cảnh xấu làm và quả bất thiện sanh lên quả bất thiện, làm duyên cho cái tâm động tóc bất thiện sanh tiếp, tạo nhân, nhưng rồi cho quả bất thiện tiếp, rồi quả bất thiện làm duyên cho nhân bất thiện sanh. Thì như vậy vòng là bất thiện hết ha. Là nó nói về cảnh xấu, tức là cảnh xấu, cảnh điêu tàn, cảnh không tốt đẹp. Nhưng mà giờ mình nói về cảnh tốt. Ví dụ như thấy được một cái gì nó tốt đẹp, thấy một cái cảnh sắc tốt đẹp, hoặc là nghe một âm thanh tốt đẹp. Thì giờ nghe âm thanh tốt đẹp thì tâm quả gì sanh lên đây? Tâm quả gì sanh lên? Tâm quả thiện là tâm dĩ thức thọ xã quả thiện vô nhân. Tâm quả thiện sanh lên do duyên từ âm thanh tốt đẹp, đúng không? Và nhĩ thức quả thiện sanh lên. Rồi nhĩ thức này làm duyên cho động tác gì sanh lên? Cho lộ động tác gì sanh lên? Động tác tham thì động tác tham thì như vậy chúng ta sẽ bị chết ngay chỗ này tiếp. Tức là chúng ta sẽ rơi qua trường hợp là mình được hưởng quả thiện, đúng không? Được thấy cảnh tốt, nghe âm thanh tốt thì tâm quả thiện nó sanh khởi. Nhưng mà tâm quả thiện này nó sẽ lại làm duyên cho pháp bất thiện sanh tiếp. Làm duyên cho tham sanh nữa. Thì như vậy là quả thiện cũng làm duyên cho bất thiện, mà quả bất thiện cũng làm duyên cho bất thiện. Thì cuối cùng là mình cứ bị rơi vô cái dòng luẩn quẩn này. Dù cho mình được hưởng quả thiện hay là mình hưởng quả bất thiện, cũng là bất thiện sanh tiếp. Tức là bởi vì cái vấn đề này chúng ta thấy là nó độc đáo ở cái chỗ mà nếu mình hiểu được cái vi pháp này mình mới biết cách để mình tu được. Thì cái khúc mắc là ở cái chỗ này nè, khúc mắc ở cái chỗ mà chúng làm sao chúng ta bẻ lái được cái con đường này được. Ví dụ thấy cảnh xấu mình làm sao đừng để cho nó duyên cho cái tâm sân nó sanh khởi, mà chúng ta phải chánh niệm tỉnh giác liền ngay chỗ này. Nghe chỉ là nghe, thấy chỉ là khác thấy, là ở ngay cái chỗ này đó quý vị. Mình thấy, mình giữ chánh niệm liền, giữ cho cái tâm mình vô đi xô mà nó xích ra đó. Thì mình giữ tắc ý, giữ cho cái tâm mình được phát sanh động tác thiện thành khởi. Động tác thiện thành khởi. Còn nếu mình thấy cảnh nó tốt đẹp tốt đẹp thì quả thiện sanh. Nhưng mà chính cái này dễ khó, cái này là khó hơn nè. Mình cái mà quả thiện sanh đó, cái đó mà mình chết dễ nè. Là thấy cảnh đẹp, ăn ngon, ngủ mặc sung sướng, giàu sang đó, thì cái quả thiện nó sanh chỗ này. Nhưng mà cái động tác nó lại là bất thiện, nó là tham, mà tham ái, mà ái thuộc về ái thủ đó, nặng nề. Và là chính vì cái quả càng tốt đẹp chừng nào thì chúng ta càng phải cẩn thận chừng đó. Càng phải tỉnh giác, càng phải chánh niệm, càng phải là giống như là mình phải canh phòng cẩn mật vấn đề này, để cho cái động tác nó không phát sinh ái thủ. Còn nếu không là chúng ta, mà đa số là chúng ta chết chắc, chúng ta có cách nào chúng ta thoát nữa, rất là khó. Bởi vì chúng ta phải kiên trì dữ lắm, tức là mình phải có cái sự mà luôn luôn là luôn luôn mà tỉnh thức, luôn luôn mà tỉnh thức, canh phòng cẩn mật, giống như mình canh phòng đừng cho kẻ thù nó xâm nhập. Nhưng mà rất là khó, bởi vì khi mà chúng ta nhìn thấy một cái thôi, hoặc là nghe một cái thôi, nó làm một rep một cái, nó làm một cái là hàng trăm triệu cái lỗ từ tâm nó phát sinh rồi. Là cho nên khi mà chúng ta thấy cảnh xấu, cảnh điêu tàn, thì cái lỗ từ tâm nó sẽ diễn tiến đi vô vấn đề, qua tới cái động tác nó sẽ là tâm sân. Thông thường là nó sanh như vậy.
cái bài học là tâm sân mắc sân khởi. Giờ mình dùng một từ ngữ gì mình cũng chấp, giờ mình nói thu thúc lục căn rồi từ bỏ rồi chế ngữ này kìa. Nhưng mà ở đây chúng ta phải có một cái phương pháp đàng hoàng, chứ không phải là mình nói từ ngữ không được. À, tức là bây giờ mình phải tập, mình tập là đi đứng nằm ngồi hít vô thở ra, nói chuyện hay bất cứ gì, thấy nghe ngửi nếm, chúng ta phải luôn luôn có một cái tác ý là canh chừng đó. À, bởi vì khi mà thấy cái cảnh xấu đó, thì cái lộ tâm nó sẽ diễn tiến là đi là vô cái động tác thuộc về tâm sân sân khởi. À, nếu mà không khéo là nó tâm sân sân khởi chắc luôn. Giờ ví dụ như giờ Nguyên Như bị người ta chê cái này, ồ nó nhỏ này đọc tiếng Pali dở ẹt, thì khi mình nghe nó dở ẹt kia là cái lỗ tâm mình nó phát sanh là cái rẹt liền á, là nguyên một cái tâm là tâm buồn ơi ta chào mi đó, nó phát sanh buồn ơi chào mi liền. À, thì tâm sân sanh liền. À, thì như ta để vấn đề nó làm cho đó, thì làm sao mình có thể chánh niệm được là cái chỗ đó. Mình mới đầu mình chưa được kịp đó, thì mình từ từ càng ngày nó càng nhảy bét hơn, thì cái lỗ động tác mình nó không có bị sân hẳn lên. À, còn khi mình được khen á, cho nó trời ơi Nguyên Như nó đẹp quá, Nguyên Trang nay là mặt mày sáng sủa quá, tướng tốt quá, khoái trong bụng khoái chứ. À, trong bụng khoái liền, nó phải bảo đảm thì được khen là quả thiện, nhưng mà cái sự khoái chí phát sanh là bắt đầu tham ái sân khởi liền. À, thích liền, hôm nay đã quá. À, ái liền hay ái thủ liền cho nó. À, ông này ông heo này dễ thương á, anh này dễ thương, đẹp trai dễ thương, khen tôi khoái quá. Vậy nên chính mình là phàm phu, là mình chết tại hai cái chỗ này, mình chết phải như là bởi vậy. Cái khó cái chỗ là làm sao mà thấy, chỉ là thấy nghe, chỉ là nghe ngửi, chỉ là ngửi ở cái chỗ đó khó lắm, thấy nó dễ rất là khó. À, mà mình làm sao mà mình làm được cái đó mới là được. À, chứ nếu mà mình không khéo á, mình cứ để tự nhiên là mình chắc à, là cách gì mà mình tiến quá được. Bây giờ có dùng bao nhiêu ngàn câu chú tụng niệm gì cũng chấp với nó liền chứ không có khá rồi. À, và đây vấn đề này, tại sao Đức Phật có dạy cho ta cái phương pháp mà chánh niệm tỉnh giác là dùng tứ niệm xứ, là cái chỗ này chỉ có tứ niệm xứ mới diệt được những cái vấn đề này thôi, chứ ngoài tứ niệm xứ không cái nào có thể làm được cái điều này. À, bởi vì nó quá nhanh quá lẹ mà nó ngay trước lòng mình, ngay trước mặt mình trong cái đời sống hiện tại của mình. À, mắt mình thấy, tai mình nghe, mũi mình ngửi, lưỡi mình nếm, thân xúc chạm, ý suy nghĩ nó vòng ngay trước mặt mình, mà nó nhắm mắt lại ngủ vô hộ kiếp thôi nha. Mà tỉnh lại cái là bắt đầu nó quần. À, sáu cái này nó giật mình, giật từ sáng cho tới tối luôn, giật mình khoái chí hoặc là mình bực bội. À, vô sở làm gặp cái gì đó bị cộp lên, bị này kia nọ là bực liền. À, hoặc là được ai khen cái khoái liền, thì nó dùng vòng vòng và mình sống trong tham sân. À, rất là khó mà để chúng ta thoát ra khỏi vòng tay của ma dương ở cái chỗ đó. Bây giờ mình biết được, mình học thì mình biết được nó rồi, bây giờ mình nắm được quy trình của nó rồi, mình nắm được cái đường đi nước bước của nó rồi. À, nhưng mà cũng chưa chắc mình làm được. À, rất khó nha quý vị. Nói vậy chứ rất là khó. Tu là tu ở chỗ đó, tu được hay không ở cái chỗ này là, chứ không phải cần chúng ta phải đi đâu xa, lên núi trốn ngay trước mặt mình đó. Vừa thấy một cái là tu hay không là ở chỗ đó đó. Và nên trong cái này là sáu căn, sáu cảnh, sáu thức, và cái đó là mình làm sao mình tu ngay đó. Cái điều quan trọng nhất là chỗ đó. Thì bây giờ mình sẽ làm một ngày chút, được nhiều hay nhiêu, tức là có còn hơn không. Tức là có còn hơn không, nhưng mà mình cứ buông xuôi thì chúng ta sẽ rất là khổ. À, mà mình làm được ngày chút, mà chúng ta nên nhớ rằng có một cái để chúng ta có thể tự mình an ủi được. Tức là Đức Phật dạy rằng một cái bún ngón tay đó hàng tỷ sắc na tâm sanh diệt. À, nó lẹ lắm, một cái bốc là cái lộ tâm mình nó diễn tiến, là hàng tỷ tỷ lộ tâm nó diễn tiến. Thì như vậy khi mà mình có được một cái tỉnh giác một cái đó, thì hàng tỷ lộ trình tâm thiện sanh khởi. À, nó bù lại nha, tức là đây chúng là mình quýnh bài mình không có thua, chẳng mình biết được là mình cũng không có thua, cũng lấy vốn là được, không có nổi nào. À, tức là khi mình thấy nghe người nói, mình có tỉnh giác một cái là mình gỡ vốn, mình tạo được một số nhân thiện, một số loạt những cái lộ lộc cấp thuộc về thiện. Nếu mình khéo nữa, nó là tâm thiện hợp trí nữa. À, thì là mình mới
hy vọng là mình tiến hóa được, chứ không thôi là khó lắm, rất là khó. Bây giờ tại sao những người mà tà kiến nặng là khó mà sanh trở lên người là cho đó? Bởi vì tâm họ lúc nào cũng bị tham tà kiến bám thủ, rất là khó thoát được. Nên giờ mình học từ Phật pháp, cái phước báo mình rất là to lớn, mình được cái kim chỉ nam để mình vượt ra khỏi cái sự đau khổ mà mình không biết sử dụng được thôi, quá uổng. Thì giờ mình cứ làm mỗi ngày, làm chút chút đi, ngồi thiền được 5 phút 10 phút cũng tốt, cũng có tạo được những cái nguyên nhân, những cái nhân thiện, những cái lộ trình tâm tốt đẹp. Rồi mình chịu khó mình sống trong đời sống, đi ra gặp người này kia, mình tu pháp nhẫn nại, mình nhẫn nhịn rồi mình cũng tạo được thiện pháp cho mình. Rồi mình gìn giữ đức hạnh, gìn giữ giới hạnh, mình cũng tạo được thiện pháp cho chính mình. Thì như vậy mình gầy vốn ha, mình gầy vốn ngày chút, trước sau mình cũng sẽ thành tựu. Chứ nếu không là mình cứ không biết là rất là đau khổ, sống cứ chiều theo cái tham ái, chiều theo cái sân hận. Tham với sân hai cái đó nó quần từ sáng tới tối, chúng ta sẽ rất là mệt mỏi. Đó là cái vấn đề mà chúng ta học về những cái căn nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, những hệ thần kinh này nó liên hệ với sắc pháp, nó liên hệ với tâm, và chúng ta sẽ hiểu được như vậy. Đó là cái vấn đề mấu chốt ở cái chỗ tu học ở chỗ đó. Ai mà thành tựu được cái này, ai mà nắm được cái này là thành công, ai mà làm được là thành công, nó ngay trước mắt rồi, chứ không cần phải cạo đầu trốn đâu, ngay trước mắt làm được là số 1. Đó là vấn đề như vậy ha. Rồi hôm nay chúng ta học 5 cái sắc thần kinh như vậy là cũng rất là tốt đẹp để chúng ta hiểu biết thêm một số vấn đề. Do phước báo mà chúng ta học hôm nay, nguyện cho tất cả luôn được an vui, hạnh phúc, sống lâu sắc đẹp và luôn có trí tuệ, sớm thành tựu chánh trí, đồng điều nhau cả thái. Mô Tha Gia, Mô Tham Mạng Gia, Mô Sa Gia. Rồi, xin mời MC nha. Sa thú. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân thầy kinh đã giảng dạy cho chúng ta, chúng con bài học của ngày hôm nay. Dạ, kính thưa đạo tràng, giống như thầy kinh nói, một hồi học xong rồi á, cả nhà mình đều chéo chân lại ngồi ráng, minimum là 5 phút nha cả nhà, là đã tạo được cả tỷ tâm thiện rồi. Sa thú lành thai. Dạ, bây giờ con thấy thời gian cũng vừa phải lẽ, con xin kính thỉnh sư Nguyên Thông có thể thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay, bạch sư. Dạ, con xin dâng mít lời cho sư ạ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thầy kinh hồi nãy con nói là thượng đế đó là thượng đế theo cái nghĩa mà bên công giáo nó nói là Chúa mà sanh ra trời đất, là cái người mà cũng khỏi trên thế gian này không có người mà sanh ra trời đất nữa đó. Thành ra con nói vậy cho con biết sắc cá là Chúa của tứ thiên dương là tranh người yêu của bốn ông thiên dương đó, chứ không phải vậy. Dạ, xin trình như thầy vậy. Dạ, bây giờ con tụng kinh. Sakka toa buddharatha nang uttamang venas. Sakka tua buddharatanang o satang o tamang varang hitang deva manu sanang buddhate che na so chi na na sang tu va da va sabbe dukha vu pasamang tu te Sakka tua thammaratanang o satang o tamang varang parilahu pasamanang thammate che na so chi na na sang tu va da va sabbe phaya vu pasamang tu te Sakka toa sanggaratanang o satang o tamang varang ahunayang pahunayang sangkate chay na so chinana sang tupadava sapde roga vu pasamang tu te. Xin tốt, tất cả điều nguy khốn được tiêu tan, những khổ não của người đều yên lặng nhờ sự vinh quang và về ở quy linh của Đức Phật, nhờ lòng tôn kính Phật bảo là lợi ích tối cao của chư thiên và nhân loại. Xin cho tất cả điều nguy khốn được tiêu tan, những lo sợ của người đều yên lặng nhờ sự minh quang và về ở quy linh của Đức Pháp, nhờ lòng tôn kính Pháp bảo như món linh dược quý cao là Pháp trấn tĩnh điều phiền não. Xin cho tất cả điều nguy khốn được tiêu tan, những bệnh hoạn của người đều yên lặng
nhờ sự vinh quang và vẻ uy linh của Đức Tăng, nhờ lòng tôn kính Tăng Bảo như món linh dược quý cao đáng để cho người cúng dường và quan nghinh tôn trọng. Si tamatho, si tamatho, si tamatho, y đăng pha lăng. Ê tasmin ratanata yasmin sampasada nacheta so, cầu xin cho quả của tâm tính thành Tam Bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thụ sa thụ sa thụ. Và con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Nguyên Thông đã thay thế mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Ya deva ta santi vihara vasini thu be khare bodhi khare ta hin ta hin ta thamma da ne na pha văn tu pu chi ta so thân karon te ta vihara mang da le Thế ra cha mánh cha na hoa ca cha phình khá vô xa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca. Gà ma cha đề sa ni gà ma cha y sa ra sắp ba na phu ta su khi ta pha văn tu tê. Cha la bu cha ye bi cha an da sam pha hoa san se da cha ta tha vô pa pa ti ca. Ni ya ni căng thăm ma hoa răng pa tình cha tê sam bê bi đúng kha sa ca ron tu sang kha yang. Tha tu chi răng sa tăng thăm mô thăm man tha ra cha bung ga la sang khô hô tu sa mắc gô. Qua anh tha ya cha hi ta ya cha âm hề răng kha tu san thăm mô. Sam bê bi thăm ma cha ri nô hứa thân sam ba bù này ya ma thăm ma ri yam ba huê. Đệ tê. Y đăng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoan tu nha ta du. Y đăng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoan tu nha ta du. Y đăng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoan tu nha ta du. Ý đằng quá tâm mê buồn nhằn à sa quá khá già quá hằng hồ tu quá nà gá tề cà lề. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm, trong ngày vị lai. Và Nguyên Như xin hẹn chư vị Phật tử trở lại Rung Nguyên Như Kỳ Viên vào ngày thứ hai và cũng là sáng thứ ba ở bên Việt Nam. Chúng ta lại học với sư Pháp Thanh về những bài rất là hay về ngoại quỷ sự. Và Nguyên Như xin trân trọng kính chào toàn thể chư vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nha. Thông báo chủ nhật này cái room kia đóng đóng cửa nha. Giờ qua thứ hai. Chủ nhật này room gì đó room diệu pháp cơ bản. Tụi nó bận đi công việc mình giờ qua bữa thứ hai, sáng thứ hai. Rồi tuần tới mới trở lại chủ nhật. Thông báo trước cho quý vị biết nha. Nó khoảng công vô không thấy ai. Cũng vậy, cũng buổi sáng 9 giờ thứ hai 9 giờ. 9 giờ Việt Nam không? Ý 8 giờ chứ, 8 giờ Việt Nam. 8 giờ Việt Nam. Và 9 giờ bên Mỹ. Rồi, ok, xin thông báo rồi. Buổi tối nha, mới nói rồi. 8 giờ Việt Nam, buổi tối. Ok, thứ hai nha, giờ lại. Muốn vô nghe thì vô học.